Bác sĩ nghỉ việc, túng quẫn vì không có tiền đóng học phí cho con. Cảm thấy có lỗi với đồng nghiệp, xấu hổ bởi không nuôi nổi vợ con, bác sĩ 35 tuổi ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đành xin nghỉ việc. Chia sẻ với phóng viên, bác sĩ cho biết anh nhiều năm làm việc ở khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long, thu nhập khoảng 5 triệu đồng một tháng. Bệnh nhân đông, anh thường xuyên trực cấp cứu kể cả ban đêm. Vợ anh ở nhà nội trợ và chăm sóc hai con nhỏ đang ăn học. Mình là trụ cột gia đình mà thu nhập thấp quá, không làm sao trang trải đủ chi tiêu trong nhà, dù vợ đã gói ghém lắm. Bác sĩ ngậm ngùi, nhiều lúc túng quẫn, con xin tiền học hay mua đồ chơi mà trong túi bố không có một đồng. Tôi thấy xấu hổ và có lỗi với gia đình nên quyết dứt áo ra đi. Bác sĩ viết đơn xin nghỉ việc. Để đi đến quyết định này, anh cứ băn khoăn, trăn trở, suy nghĩ mãi, rời xa nơi mình gắn bó, nơi được các đàn anh, đàn chị đào tạo nhiều năm cũng buồn lắm. Nhưng cuộc sống mà, đơn xin nghỉ việc của anh ghi do hoàn cảnh gia đình. Còn trong nhiều lần trao đổi với lãnh đạo bệnh viện, nam bác sĩ thú thật xin nghỉ để sang làm ở phòng khám tư nhân, thu nhập cao hơn 3 đến 4 lần. Nhiều lần được giám đốc bệnh viện và sở y tế động viên, nam bác sĩ vẫn cương quyết xin nghỉ nên được giải quyết theo nguyện vọng hồi năm 2017. Sau đó, bác sĩ trẻ đầu quân cho một phòng khám tư nhân lớn ở Vĩnh Long. Sau nửa năm chuyển sang làm ở phòng khám tư nhân, bác sĩ nói rằng giờ đây công việc của anh có nhiều hơn trước, song luôn cố gắng hoàn thành. Quan trọng là anh cảm thấy cuộc sống đã dễ thở hơn. Một nữ bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên môn giỏi, được đào tạo sau đại học, công tác gần 10 năm tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cũng nộp đơn xin nghỉ. Lương bệnh viện của chị 6 triệu đồng một tháng, không đủ lo cuộc sống gia đình, có con nhỏ và cha mẹ già. Nên nữ bác sĩ thú thật với lãnh đạo lý do xin thôi việc của mình. Một bệnh viện tư lớn đã săn nữ bác sĩ này với mức lương gấp 10 lần. Biết thời gian đầu mình nghỉ, các anh chị em bác sĩ ở lại viện sẽ có phần nào khó khăn vì làm việc nhiều hơn, thiếu người hỗ trợ. Nhưng hoàn cảnh như thế thì đành phải đi, nữ bác sĩ tâm sự. Chị cũng mong mọi người hiểu và thông cảm. Một nam bác sĩ chuyên khoa 1 nói, anh học đại học y khoa 6 năm, sau đó được đào tạo thêm 2 năm, tốn rất nhiều tiền của gia đình và công sức. Ai cũng muốn gắn bó nơi công tác lâu dài, nhưng với mức lương 5-6 triệu đồng một tháng như hiện nay thì khó mà sống. Tôi còn hơn 20 năm làm việc, nếu ở lại thì cũng không khá hơn gì nhiều. Chi bằng ra ngoài làm, khối lượng công việc gấp đôi nhưng lương cao tương xứng, cải thiện cuộc sống gia đình và lo được tương lai hai con nhỏ, anh dự tính. Bệnh viện có 13 bác sĩ thôi việc theo nguyện vọng và 11 trường hợp đang nộp đơn xin nghỉ, hầu hết là hoàn cảnh cuộc sống khó khăn do lương thấp. Bác sĩ Văn Công Minh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long nói, bản thân bác sĩ Minh có 34 năm công tác trong ngành y, làm giám đốc bệnh viện. Lương của ông chỉ hơn 8 triệu đồng một tháng. Phần lớn, những bác sĩ đã nghỉ việc ở Bệnh viện Vĩnh Long giờ sang làm việc cho các bệnh viện tư, phòng khám tư ở Vĩnh Long, Cần Thơ, Sài Gòn với mức lương cao gấp nhiều lần. Vài bác sĩ xin mở phòng khám tư, một người bỏ nghề chuyển sang kinh doanh. Có bác sĩ chuyên khoa 1 làm việc chưa đủ thời gian như cam kết, khi được đưa đi đào tạo đã mượn tiền đền lại cho ngân sách để được ra đi làm việc lương cao hơn. Đào tạo một bác sĩ lành nghề khó lắm và mất nhiều thời gian nên khi bị chảy máu nguồn nhân lực buồn và tiếc lắm. Nhưng anh em có cuộc sống khó khăn thật sự thì phải giải quyết và mong họ cố gắng vượt qua. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long nói, ông chia sẻ trong hoàn cảnh đó nếu cố giữ anh em thì có thể gián tiếp có lỗi với gia đình và con cái họ cũng như là mất cơ hội của những người trẻ. Theo ông Minh, những phòng khám có bác sĩ nghỉ việc thì tuyển và đào tạo người mới thay thế nhưng phải mất thời gian, ổn định và tốn kém. Người đứng đầu Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long mong muốn một vài trường hợp là lãnh đạo khoa có nhiều năm gắn bó và tầm ảnh hưởng đang muốn nghỉ việc trong khi hoàn cảnh không khó khăn, cân nhắc ở lại viện để cùng chăm lo đào tạo lớp trẻ, phục vụ nhân dân. Theo Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, trong năm qua có 19 y bác sĩ xin thôi việc được giải quyết và hiện còn nhiều đơn đang chờ xử lý. Các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh đang thiếu hụt 300 y bác sĩ. Vĩnh Long có 2 bệnh viện
tư nhân đang xây dựng, sắp đi vào hoạt động cùng 6 phòng khám đa khoa nên nguồn nhu cầu nhân lực y bác sĩ lành nghề rất lớn. Khả năng phòng dịch chuyển khỏi bệnh viện, cơ sở y tế công dự báo còn diễn ra và các đơn vị này gặp khó khăn trong hoạt động. Sở Y tế đang tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh về cơ chế giữ người, liên kết đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động các bệnh viện và cơ sở y tế công lập phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.